Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của nhóm bạn công nhân. Chương trình của chúng ta hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây: IMF khuyến cáo Việt Nam về nguy cơ gia tăng lạm phát; lệnh trừng phạt của thế giới bóp nghẹt nền kinh tế Nga; và sau đây là bản tin chi tiết. IMF khuyến cáo Việt Nam về nguy cơ gia tăng lạm phát. Lạm phát tại Việt Nam đang trên chiều hướng leo thang, sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Quỹ tiền tệ quốc tế, viết tắt là IMF, một định chế tài trợ quốc tế, vừa đưa ra dự báo lạm phát của Việt Nam đến cuối năm nay có thể đạt tới 3,9%, tăng gấp đôi mức độ lạm phát của năm ngoái, ảnh hưởng nhiều đến khả năng tăng trưởng kinh tế. IMF khuyến cáo nhà cầm quyền Việt Nam cần tiến hành những cải cách cơ cấu quyết liệt hơn để đối phó với những thách thức về môi trường kinh doanh đã tồn tại dai dẳng. Đặc biệt, những thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, các vấn đề về chất lượng lao động, mất cân đối cung cầu kỹ năng lao động và quản trị. Lạm phát, nói một cách giản dị, là sự tăng giá một cách liên tục của các loại hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, và sự mất giá trị của đồng nội tệ. Khi giá cả leo thang, đồng tiền mua được hàng hóa và dịch vụ ít hơn. Nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của toàn xã hội mà người nghèo, dân lao động sẽ khốn khổ nhất từ những đồng tiền kiếm được quá ít ỏi. Tháng 2 vừa qua, sau nhiều đợt liên tiếp tăng giá xăng dầu, vật giá leo thang chóng mặt làm những người nghèo khó rên xiết qua những ký sự đăng tải trên báo chí. Hàng ngàn tàu đánh cá không dám ra khơi vì tiền chi phí xăng dầu cao hơn tiền bán cá. Giới kinh doanh vận tải cũng kêu than không kém. Theo IMF, triển vọng trong thời gian tới có nhiều rủi ro đáng kể. Các rủi ro tăng trưởng thiên về hướng làm giảm tăng trưởng, trong khi các rủi ro lạm phát thiên về hướng làm tăng lạm phát. Các rủi ro cận kề ngay trước mắt, bao gồm sự gia tăng căng thẳng địa chính trị và suy giảm tăng trưởng ở Trung Quốc. Các rủi ro khác là sự thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu và những diễn biến trên thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. IMF khuyến cáo, việc xây dựng chính sách nên nhanh chóng, quy mô và cơ cấu gói hỗ trợ chính sách nên được điều chỉnh linh hoạt theo tốc độ phục hồi. Chính sách tài khoá nên đóng vai trò chủ đạo trong hỗ trợ chính sách, đặc biệt trong trường hợp các rủi ro làm suy giảm tăng trưởng trở thành hiện thực, vì dư địa cho việc tiếp tục nới lỏng tiền tệ là rất hạn chế trong bối cảnh các rủi ro lạm phát đang gia tăng. IMF cũng thúc giục cải cách cơ cấu quyết liệt hơn để tạo cơ hội phát triển bền vững hơn cho Việt Nam. Đồng thời, họ lặp lại lời khuyến cáo từng được họ cũng như các định chế tài trợ quốc tế khác từng nhiều lần kêu gọi là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng về tiếp cận đất đai, tài chính giữa doanh nghiệp nhà nước và giới tư doanh. Thêm nữa, cần giảm thiểu gánh nặng các quy định quản lý, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp còn non trẻ. IMF còn kêu gọi, cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng của lực lượng lao động và giảm mất cân đối cung cầu kỹ năng lao động. Các chính sách cần lưu tâm đến những hàm ý đối với bất bình đẳng thu nhập và tài sản, vì kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự gia tăng bất bình đẳng sẽ làm suy giảm tăng trưởng. Khác với IMF, gần đây, Ngân hàng Standard Chartered báo động rằng, từ các yếu tố ngoại tại về nguồn cung hàng hóa, tình trạng căng thẳng địa chính trị, lạm phát tại Việt Nam có thể cao hơn 4% trong năm 2022 và có thể lên tới 5,5% vào năm tới. Lệnh trừng phạt của thế giới bóp nghẹt nền kinh tế Nga. Sau gần 2 tháng xâm lăng Ukraine, Nga bắt đầu có những biện pháp nhằm ngăn chặn các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Song dường như nỗ lực của họ đã không thành khi các tác động ngày càng rõ rệt hơn. Khi phương Tây cắt đứt khả năng của Nga nhằm sử dụng các nguồn dự trữ ngoại hối, hạn chế nhập cảng các kỹ thuật quan trọng và hàng loạt biện pháp trừng phạt khác, Điện Kremlin đã đưa ra một số biện pháp quyết liệt để bảo vệ nền kinh tế. Các biện pháp này bao gồm tăng lãi suất lên tới 20%, kiểm soát vốn và buộc doanh nghiệp Nga phải chuyển lợi nhuận thành đồng rúp. Kết quả là giá trị của đồng rúp dần phục hồi sau đợt leo dốc ban đầu. Và tuần trước, Ngân hàng Trung ương đã đảo ngược một phần lớn tăng lãi suất. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đất nước đã chịu đựng được hàng loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chính phủ muốn vẽ lên bức tranh là mọi thứ không tệ như thực tế. Theo ông Michael Alessi, giáo sư kinh tế tại Đại học Indiana, chuyên nghiên cứu về nền kinh tế Nga trong quá trình chuyển đổi sau khi Liên Xô sụp đổ. Khi có sự quan sát sâu rộng hơn, người ta thấy các lệnh trừng phạt rõ ràng đang đè nặng lên nền kinh tế Nga. Điển hình là Nga đang chịu đợt lạm phát trầm trọng nhất trong 2 thập niên. Tỷ lệ lạm phát vào tháng trước lên đến 17,3%,
cao nhất kể từ năm 2022. Một số công ty của Nga buộc phải đóng cửa, trong đó có nhà máy xe hơi Lada thuộc công ty Atovet của Nga. Thị trường Moscow nói rằng 200.000 người ở Moscow thất nghiệp do các công ty ngoại quốc ngừng hoạt động. Hơn 300 công ty đã rút lui và các chuỗi cung ứng quốc tế phần lớn đình trệ sau khi công ty Container Made, UPS, DHL và các công ty vận tải khác rời khỏi Nga. Chưa hết, Nga đang phải đối mặt với một vụ vỡ nợ lịch sử với trái phiếu, khiến sẽ không còn có nhà đầu tư nào muốn mua lại các khoản nợ của nước này trong nhiều năm tới. Nếu Nga không có được nguồn vốn hoặc nguồn cung ứng phù hợp theo thời gian, nhiều nhà máy và doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.